Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một sản phẩm nhập khẩu chính hãng tại công ty Tân Cường Việt Nam. Một công ty rất là nổi tiếng về các sản phẩm trang thiết bị về âm thanh, gồm có là loa, vang, mic, đẩy, trầm và rất nhiều các sản phẩm của công ty Tân Cường đã cung cấp ra Việt Nam. Thì trước mặt các bác đây là một sản phẩm cục đẩy công suất của hãng AAP, model sản phẩm là STD8004. Tức là nôm na con đẩy này là 800W trên một kênh và 4 kênh. Đấy, rồi ok, thì bây giờ anh em chúng em là xin phép được unbox cái sản phẩm này ra. Mời các bác cùng xem là cái chất lượng của sản phẩm này như nào, mặt ga ngang mũi dọc của nó ra làm sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bóc ruột của sản phẩm này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thiết kế ngoài đây. Đó, thiết kế ngoài đây là một cái hộp bằng giấy. Đấy, nhập khẩu chính hãng có thuế má hơi bị đầy đủ. Rồi ok, chúng ta sẽ bóc xem nào. Đây, hôm nay là em nhờ một anh rất đẹp trai. Đấy, rất đẹp trai. À, anh bóc hộ, nhưng mà em là em đứng quay phim rồi, em không ra bóc được. Đấy. Nhập khẩu nguyên kiện nhá, có thuế má đầy đủ. Đấy, sản phẩm nhập khẩu chính hãng tại công ty Tân Cường Việt Nam. Đấy, hàng này thì quá nổi tiếng rồi nên là em cũng không quảng cáo quá nhiều. Đấy nhá, các bác nhìn nhá. Đóng gói bìa rất là đầy đủ. Đấy, bìa rất là dày luôn. Ngoài một lớp bìa, trong một lớp bìa nữa. Đấy, hai lớp bìa. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi vào gần để xem cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đây là sản phẩm này, đóng gói xốp xiếc rất đầy đủ. Úi xồi ôi, tem phiếu này. Đây là cái tem phiếu nhập khẩu của công ty AAP. Đó. Đây là cái còn cục đẩy công suất. Úi xồi ôi, nhìn cái máy đã thấy xịn rồi. Đây, tem Tân Cường nha, tem nhập khẩu chính hãng nha. Nước sơn đã thấy xịn sò. Nước sơn đã rất là xịn rồi. Cái đầu jack spec công đường ra loa này, rắc cái củ nó là mà vỏ ngoài ốp bằng bằng nhôm chứ không phải ốp nhựa nữa. Đấy, rất là xịn. Rồi bây giờ sẽ bóc ra, bê hẳn ra hết đời không bị gì, chúng gì xuống nước gì ngay. Bây giờ sẽ bê hẳn ra cho các bác cùng xem nha. Vâng, đây là cái mặt trước của sản phẩm cục đẩy nhá, các bác nhìn thấy xịn không. Đấy, AAP nhập khẩu chính hãng tại công ty Tân Cường. Công ty Tân Cường, các bác đọc tên cái là các bác biết ngay nè, hàng rất là cao cấp đúng không ạ. Đây là phần mặt sau này, quay lại hơi ngược sáng tí nhỉ. Em bỏ cái này xuống này. Mặt sau thì có đầu jack spec công ra loa này, 4 kênh. Các cái chế độ đánh đây. Xeo Panaver và đánh dồn cầu ride đây. Rất đầy đủ. Đấy. Đây em sẽ quay cho các bác xem nha. Cửa A1 là kênh 1 là cộng 1-1, kênh 2 cộng 2-2. Dồn kênh đánh drive chập cầu là cộng 1 cộng 2. Đấy, kênh 2 thì là cũng tương tự như vậy. Cộng 1 1 là kênh 2, cộng 2 2 là kênh 1. Ui dồi ôi. Khiếp. Kênh 3 này. Kênh 3 là cộng 1 1 là kênh 3, cộng 2 2 là kênh 4. Đấy, kênh 4 cũng tương tự như vậy. Đó. Tức là các cái mẫu cục đẩy này thì họ tối ưu hóa hết rồi. Đấy, từ cái rắc cắm đường ra, từ cái cầu vặn này đã thấy rất là xịn rồi. Đây em sẽ quay cho các bác tương đối là chi tiết và cực kỳ đầy đủ. Rất chi tiết đúng không ạ? Ok, đây là mặt sau nhá. Sẽ quay lại cho các bác xem cái mặt trước này. Đây, dáng em lụa nà đây. À đâu, dáng em toàn kim loại đây. Đó. Rất nhiều. Rất nhiều. Đây các bác xem nhá, cái mút chắn bụi này. AAP này. AAP Audio Professional Power Amply. Con này có công suất đủ là 800W trên một kênh, còn nếu mà gặp các bác nào mà thần điêu đại hiệp nói con này 1.500W một kênh cũng được. Đấy. Bởi vì 800W của những dòng cục đẩy cao cấp nhập khẩu chính hãng giá nó rất là cao. Mới thứ hai là công suất nó luôn luôn là đủ, chứ không phải như các loại đẩy các bác mua tầm 4 triệu hay 5 triệu trên thị trường. Quảng cáo 800W một kênh mà công suất thực tế có vào tầm 550-600W. Còn những cái dòng cao cấp này 800W là công suất tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu mà đánh hết công suất mà có máy đo thì nó phải đạt tầm trên 900W một tí. Đấy là làm luôn luôn thừa. Đây là công suất tải 8 ohm nhé. Em xem lại cái hướng dẫn sử dụng. Em nhỉ, hướng dẫn sử dụng đây. Đấy, sẽ cho các bác xem là thông số chi tiết đầy đủ luôn.
chứ không phải là nói mồm nữa, nói mồm các bác lại bảo thằng em bốc phép. Ok không ạ, chúng ta xem đầy đủ thông số chi tiết nhé. Đây, tem phiếu công ty có sẵn luôn trong đây, bảo hành luôn cho các bác. Đó, đây là tem phiếu nhập khẩu này, thẻ bảo hành này, Vietspass này, đây là cái quyển hướng dẫn sử dụng. Thì em sẽ lật đến cái trang gần cuối luôn nhé. À, từ từ đây, các mẫu sản phẩm là có 4004 này, 6004 này, 8004 này, 9004 này, 1004 này, 10004. Ok này nha, rất nhiều tiếng Anh, hàng bán tại Việt Nam mà toàn thấy tiếng Anh nhỉ. Các cái mẫu này thì mã mặt trước đều giống nhau, khác nhau mỗi cái mặt sau và công suất. Công suất đây nhá, 8 ohm cell này, 800W, 4 ohm cell là 1200W, tức là 4 ohm 1200W một kênh nhân 4 kênh, và 2 ohm cell đánh dồn cầu, đánh chọc cầu ra ấy là 2400W. Ở đâu? Đây là 2 ohm cell nhân 2 kênh á, nhân 2. Cái này em thấy hơi lạ. Cái này chắc là chắc có khi là 2 ohm thật, 2 ohm mà dồn cầu kiểu này khủng quá. Ok, thông số đây nhé, 29 cân, ui dồi 4 kênh mà 29 cân. Đấy, tất cả các mẫu này là đều thông số như nhau hết. Ở đây có cả 4004 thì mặt nó giống nhau, thì em chỉ quay về công suất thôi. 4 kênh là 400W, 8 ohm, 4 ohm là 600W, 2 ohm là 1200W, trời ơi, kiếp thật, chật quá. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đẩy nhập khẩu chính hãng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm nhé. Tem nhập khẩu này, Tân Cường nhé. Đấy, tem bảo hành của nhà máy khi xuất xưởng này. Và đây là cái tem phụ đề. Ở đây có con ốc này, đây con ốc này, đây con ốc này. Nên em sẽ không tháo tem bảo hành, không việc gì tháo cả. Dành còn rất là to. Dành này xem nào. 3 nhân 2 ni, dây 2 ni. Rất là khổ luôn. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo cho các bác chơi là biết chất. Những dòng đẩy cao cấp này nó sẽ đánh những dòng loa cao cấp, chứ không phải là đánh những loại loa trung bình hoặc rẻ tiền nha các bác nhé. Hàng bán ra thì đều được bảo hành 1 năm, bảo hành toàn quốc. Ok không ạ? Ok, thì hôm nay quay dữ liệu đến đây thôi, còn test thì trong clip lần sau. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau.